Điểm tin lề trái số 5 Chào các bạn, đây là chương trình điểm tin lề trái số 5 phát sóng vào ngày Chủ nhật ngày 1 tháng 7 năm 2018. Như thông lệ từ tuần trước, chúng tôi sẽ điểm lại những sóng truyền thông lề trái hot nhất trong tuần này. Với mỗi sóng, chúng tôi sẽ chỉ ra những sự thật thú vị mà các bạn chưa chú ý. Sóng truyền thông số 1, cứu vãn biểu tình, đám phản động tiếp tục dối trá bị đặt. Như các bản tin trước đã đề cập, ngày 23 tháng 5 năm 2018, Quốc hội Việt Nam bắt đầu thảo luận về dự án luật đặc khu kinh tế mới, trước khi bỏ phiếu thông qua vào cuối kỳ họp. Dự luật quy định rằng nếu được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, nhà đầu tư nước ngoài có thể thuê đất ở đặc khu với thời hạn 99 năm thay vì chỉ 70 năm như luật hiện tại. Ngay sau đó, nhiều chuyên gia và đại biểu quốc hội đã đồng loạt phản đối dự luật vì cho rằng mô hình đặc khu không những không đem lại hiệu quả kinh tế như kỳ vọng mà còn tạo ra nhiều nguy cơ an ninh. Đáp lại, quốc hội đã lùi thời gian bỏ phiếu thông qua dự luật đặc khu để có thời gian chỉnh sửa những điều khoản gây tranh cãi tuy nhiên sau khi quốc hội đồng ý sửa dự luật các tổ chức chống cộng trong và ngoài nước vẫn tiếp tục kêu gọi biểu tình dù họ tuyên bố biểu tình để phản đối dự luật đặc khu nhưng một số người biểu tình lại dơ biểu ngữ lên án nhà nước việt nam bán nước dù họ tuyên bố đây là một cuộc biểu tình yêu nước nhiều người biểu tình lại dơ cờ mỹ và ảnh tổng thống mỹ chứ không dơ cờ tổ quốc việt nam Ngoài ra, cuộc biểu tình được phát động bởi nhóm Đô Thành Sài Gòn, một nhóm chống cộng cực đoan muốn lật đổ chế độ hiện tại để dựng lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Như vậy, ngay từ đầu, đây đã là một cuộc biểu tình thiếu trung thực, mang tính treo đầu dê bán thịt chó. Ngày mùng 10 tháng 6, cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Bình Thuận đã bùng phát thành bạo động, khiến 8 xe ô tô bị đốt, 3 cơ quan nhà nước bị phá hủy, 28 cảnh sát cùng nhiều dân thường bị thương, và quốc lộ 1A bị tắc trong một ngày rưỡi. Ngay sau cuộc bạo động đó, đảng khủng bố Việt Tân đã kêu gọi biểu tình để làm tắc đường nhằm tạo hỗn loạn trong xã hội Việt Nam. Do đó, từ ngày 17 tháng 6, cơ quan công an đã ngăn chặn phong trào biểu tình này bằng các biện pháp mạnh để bảo vệ an ninh quốc gia và sự an toàn của dân chúng. Cùng lúc đó, ngày 15 tháng 6, các tổ chức chống cộng đã lập hai trang Facebook mới để thu thập, móc nối và định hướng người biểu tình, nhằm xây dựng một phong trào biểu tình kéo dài như họ đã từng làm hồi hè 2011 cụ thể một số nhân vật quan trọng trong diễn đàn sôi hội dân sự như nguyễn quang a hoàng hưng nguyên ngọc đã thành lập nhóm lão mà chưa an tập hợp các trí thức lớn tuổi tự xưng là bô lão cùng lúc đó nguyễn hồ nhật thành lập trang nhật ký biểu tình tập hợp các thanh niên trẻ sau khi thành lập lão mà chưa an đã dẫn dắt phong trào biểu tình bằng cách liên tục ra các thông báo thư ngỏ kiến nghị còn nhật ký biểu tình làm việc này bằng cách tập hợp thông tin của những người tham gia biểu tình cùng hình ảnh và chuyện kể của họ từ ngày 18 tháng 6, hai trang lão và chưa an và nhật ký biểu tình bắt đầu phối hợp với nhau trong việc thu thập, móc nối và hỗ trợ người biểu tình. Hai nhóm này cam kết hỗ trợ chi phí thuốc men, khám chữa bệnh cho người bị đánh, hỗ trợ luật sư cho người bị sách nhiễu, hỗ trợ tiền cho gia đình người bị khởi tố. Tiền quyên góp để làm những việc trên được gửi đến tài khoản của ông Nguyễn Quang A hoặc quỹ lương tâm do ông Nguyễn Quang A quản lý. Đây là một hiện tượng đáng chú ý vì diễn đàn xã hội dân sự của Nguyễn Quang A chính là tổ chức đầu tiên định hướng sự chú ý của dư luận vào chi tiết cho thuê đất 99 năm trong dự luật đặc khu kinh tế để thổi phồng nguy cơ mất chủ quyền từ dự luật nhằm kích động người dân. Trong khi đó, Nguyễn Hồ Nhật Thành từng mở nhiều khóa huấn luyện người hoạt động chống chính quyền và mời Nguyễn Quang A tham gia giảng dạy như vậy. Nhóm Nguyễn Quang Nga vừa là kẻ chủ mưu tại sáu truyền thông, vừa là kẻ tìm cách lãnh đạo phong trào biểu tình sau khi biểu tình bùng phát. Trong tuần qua, hai nhóm vừa nêu trên tiếp tục thiết lập quyền lực của họ trong phong trào biểu tình. Cụ thể, vào ngày 24 và 26 tháng 6, câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, một phần của nhóm Nguyễn Quang Nga, liên tục ra hai tuyên bố để nhắc lại các yêu sách của phong trào biểu tình, đồng thời phản đối nhà nước xử lý người biểu tình bằng vũ lực. Ngày 27 tháng 6, ông Lê Công Dầu, cựu tổng thư ký Tổng hội sinh viên Sài Gòn, viết một thư ngỏ cho những người biểu tình thuộc lớp trẻ để hướng dẫn họ cách tổ chức một phong trào biểu tình thành công. Trong thư, ông Dầu viết theo kinh nghiệm của Tổng hội sinh viên Sài Gòn thì phong trào biểu tình phải xác định rõ hướng đi và phải có tổ chức lãnh đạo để tập hợp lực lượng của chúng. Các văn bản vừa nêu đã đề được đều được trang lão mà chưa ăn đăng lại cũng trong tận, trong tuần qua, trang bầu sheet Việt Nam đăng tải ảnh chụp từ một cuộc họp mặt và biểu tình mini quy tụ các thành viên của câu lạc bộ Lê Hữu Đằng và giám mục Nguyễn Thái Hợp. Ngày 26 tháng 6, trang này đăng lại thư ngỏ để phản đối dự luật đặc khu do Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam soạn từ ngày 8 tháng 6 năm 2018. Như vậy, có khả năng diễn đàn xã hội dân sự sẽ phối hợp với phía công giáo để duy trì phong trào biểu tình bạo động kéo dài như họ đã từng làm vào năm 2016 trong vụ Formosa. Trong khi đó, trang nhật ký biểu tình tiếp tục tập hợp tin ảnh về những người biểu tình để liên lạc với họ. Ngoài ra, họ cũng quảng bá biểu tượng hoa hồng cài trên hàng rào kẽm gai để mô tả đoàn biểu tình như những người trẻ ôn hòa, có học, yêu nước, giàu lý tưởng, là nạn nhân đáng thương cần được bảo vệ và giàu tình thương trong khi cơ quan công quyền là những người đàn áp dân cấm cản tự do phản bội tổ quốc một số nhân vật chống một số nhân vật chống cộng khác như tuấn tự thú nguyễn lân thắng và doanh nhân lê hoài anh cũng tích cực giúp họ quảng bá hình ảnh này tóm lại nhóm lão mà chưa an và nhật ký biểu tình đang chia nhau quyền lãnh đạo phong trào biểu tình lão mà chưa an lãnh đạo giới già còn nhật ký biểu tình lãnh đạo giới trẻ lão mà chưa an giữ đường lối và yêu sách của cuộc biểu tình, còn nhật ký biểu tình thì giữ hình ảnh của cuộc biểu tình. Hai nhóm này phối hợp với nhau trong việc thu thập người biểu tình và thiết lập đường dây liên lạc tương tác giữa họ. Cả hai cũng cố kéo dài phong trào biểu tình càng lâu càng tốt. Hiện nay, quốc hội đã đồng ý sửa dự luật đặc khu, biểu tình đã bùng phát thành bạo động và đảng Việt Tân đã phát động phong trào biểu tình gây tắc đường để lật đổ chế độ nếu nguyễn quang a và nguyễn hồ nhật thành chỉ biểu tình để sửa dự luật đặc khu họ sẽ thấy mình đã đạt được mục đích và không nên biểu tình nữa còn nếu a và thành tiếp tục thu thập lực lượng để tổ chức biểu tình kéo dài ta có lý do để nghi ngờ rằng họ biểu tình vì mục đích chính trị khác tương tự mục đích của đảng việt tân việc nói dối người dân lợi dụng người dân cho mục đích chính trị riêng là không thể chấp nhận trong tuần qua để chấn an dư luận sau vụ bạo động Nhóm luật khoa tạp chí đã chủ động tuyên truyền về tính hợp lý của cuộc biểu tình. Cụ thể, Vincent Tơ, Nguyễn viết rằng, phong trào biểu tình này không phải là một đám đông ngu dốt phá hoại, mà là một phương pháp hợp lý để thay đổi văn hóa và cấu trúc quyền lực của xã hội. Quan điểm của Vincent Nguyễn có phần đúng. Biểu tình là một hoạt động chính trị bình thường và quyền biểu tình đã được công nhận trong hiến pháp của Việt Nam. Nhưng ở mọi quốc gia, người biểu tình đều phải tuân thủ pháp luật trong khi đó người biểu tình lại gây nguy hại đến tài sản tính mạng người khác, đến an toàn giao thông và an ninh quốc gia như trong cuộc bạo động vừa qua ở Phan Rí và lời kêu gọi biểu tình của Việt Tân, thì cơ quan công an có lý do để ngăn chặn biểu tình theo đúng quy định của luật pháp. Cũng trên luật khoa tạp chí, Nguyễn Quốc Tấn Trung viết rằng, sau vụ bạo động ở Bình Thuận, không nên viện cớ người dân thiếu hiểu biết để giới hạn quyền làm chủ của người dân và trao quyền lực cho giới tinh hoa thay vào đó nên chủ động mở rộng quyền làm chủ của người dân để giúp người dân dần dần mở rộng hiểu biết và quen dần với việc làm chủ của xã hội. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, chúng tôi không đồng ý với ý kiến này. Nâng cao hiểu biết cho người dân là việc của trường học và thư viện, chứ không phải việc của các nền dân chủ. Việc của nền dân chủ là chọn ra những người phù hợp nhất để đảm nhiệm từng công việc chung nếu ta đòi hỏi nền dân chủ thiên vị giới bình dân chỉ để giúp nâng cao nhận thức của giới bình dân thì ta sẽ ngăn nền dân chủ thực hiện đúng các chức năng của nó. Như vậy, luật khoa tạp chí đang đi trệch hai hệ thống mà họ đã chọn là hệ thống luật pháp và hệ thống dân chủ. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn trong những tuần tới, ta sẽ có lý do để tin rằng luật khoa tạp chí cũng là một tổ chức cho đầu dê bán thịt chó, lợi dụng các lý tưởng chính trị để thấu tóm quyền lực riêng, tương tự như nhóm của Nguyễn Quang A cũng trong tuần này nhiều tổ chức cá nhân đã thổi phồng tầm ảnh hưởng của biểu tình để gây hoang mang trong dư luận nhằm trục lợi cụ thể diễn đàn xã hội dân sự và rfi đã tuyên truyền rằng phong trào biểu tình thể hiện quan điểm chung của đa số người dân vì vậy nhà nước việt nam cần nhượng bộ phong trào thay vì đàn áp trong khi đó phạm trí dũng tung tin đồn rằng biểu tình được ngầm hậu thuẫn bởi một thế lực trong đảng cầm quyền việt nam thời báo của dũng đài voa của và đảng việt tân tuyên truyền rằng trong phong trào biểu tình sắp phát triển thành một cuộc cách mạng mùa hè quy tụ mọi tầng lớp nhân dân để lật đổ chế độ để xác định tầm ảnh hưởng trong thực tế của phong trào biểu tình chúng tôi đã vẽ biểu đồ để thể hiện mức độ quan tâm mà người sử dụng google dành cho các từ khóa trong một tháng qua biểu đồ cho thấy trong hai tuần đầu trở lại đây lượng xét lượng xét từ biểu tình và đặc khu đã trở lại ổn định như vậy, do cuộc bạo động ở Phan Rí và chính sách cứng rắn của cơ quan công an, sóng truyền thông ủng hộ biểu tình gần như không còn. Nhóm Công A, nhóm Phạm Kỳ Dũng và Đảng Việt Tân nên chấp nhận sự thật này, thay vì cố tạo hy vọng giả nhằm duy trì sự ủng hộ của nhóm quá khích để trong nước và các nhà tài trợ từ hải ngoại. Sóng truyền thông số 2, phong trào phản đối các dự luật, tự lột bỏ bộ mặt thật. Như bản tin tuần trước đã đưa, từ cuối tháng 5 đến nay, Diễn đàn sội dân sự đã liên tục phát động phong trào phản đối dự luật đặc khu kinh tế, phản đối luật an ninh mạng và loài luật biểu tình. Nhân cơ hội đó, ngày 6 tháng 6 năm 2018, luật khoa tạp chí đã phát động phong trào phản đối các dự luật. Người tham gia phong trào này sẽ phản đối các dự luật bằng bốn hình thức như gửi thư, gọi điện, bêu tên và biểu tình. Kể từ đó đến nay, luật khoa tạp chí và hết channel đã liên tục phát động phong trào ký tên phản đối luật an ninh mạng. Phong trào gọi điện cho các đại biểu quốc hội để hỏi xem họ biểu phiếu gì trong luật an ninh mạng và mở một bảo tàng online để lưu trữ thông tin về các hoạt động của quốc hội. Tuần qua, diễn đàn xã hội dân sự và Nguyễn Khắc Mai có xu hướng kết hợp phong trào phản đối các dự luật nói chung với các phong trào biểu tình chẳng hạn nguyễn khắc mai tuyên truyền rằng vì quốc hội trưng cầu dân ý không trưng cầu dân ý về dự luật đặc khu kinh tế có thể thấy quốc hội không lắng nghe dân nên nhân dân phải tập hợp nhau lại lên tiếng để đòi quyền và loại trừ các đại biểu quốc hội trái ý ra khi có cơ hội ông mai đã nói sai sự thật vì trong thực tế quốc hội việt nam đã đồng ý dừng thông qua dự luật đặc khu kinh tế để chỉnh sửa dự luật theo ý của người dân như vậy, nhóm diễn đàn sội dân sự và Nguyễn Khắc Mai đang tiếp tục nói dối người dân để kích động họ biểu tình kéo dài nhằm mục đích phục vụ mục đích riêng của họ. Trong khi đó, các hoạt động khác trong phong trào này mà luật khoa tạp chí vạch ra như gọi điện thoại, bêu tên và gửi thư thì không còn thu hút nhiều người tham gia. Sau khi chủ tịch nước Trần Đại Quang chính thức ban hành luật an ninh mạng, nhóm luật khoa đã tiếp tục soạn thư kiến nghị quốc hội hoãn thi hành luật và kêu gọi cộng đồng ký tên nhưng hoạt động này không diễn ra sôi nổi như lần trước. Trong phong trào phản đối dự luật đặc khu kinh tế nơi riêng, tuần trước Nguyễn An Dân và Phạm Trí Dũng tuyên truyền trên RFA rằng việc thành lập đặc khu Vân Đồn là một phần trong kế hoạch của một vành đai một quanh con đường của Trung Quốc và được thực hiện bằng 1,8 tỷ USD vay của Trung Quốc và sẽ làm gia tăng sự hiện diện chính trị quân sự của Trung Quốc ở Việt Nam sang tuần này, nội dung tuyên truyền của Phạm Chí Dũng được BBC và Tiếng Dân và Đảng Việt Tân đăng lại y hệt. Nội dung cũng được Việt Tân đưa vào diễn văn trong một buổi tiệc gây quỹ mà họ tổ chức ở California. Chúng ta có lý do để lo ngại về nguy cơ từ các đặc khu kinh tế. Tuy nhiên, lo ngại này nên xuất phát từ những thông tin chính xác, đầy đủ, khách quan và đã được kiểm chứng, chứ không phải từ những tin đồn gây hoang mang mà các nhóm chính trị tung ra. Như chúng tôi đã đề cập trong bản tin tuần trước, ông Phạm Chi Dũng chỉ nghi ngờ rằng đặc khu Vân Đồn được xây bằng vốn vay ở Trung Quốc chứ không đưa ra được bất cứ bằng chứng nào để khẳng định chuyện này. Tương tự, ông Dũng không chứng minh được rằng bế quan tỏa cảng chấm dứt mọi hợp tác kinh tế với Trung Quốc là cách tốt nhất để giúp Việt Nam giữ được độc lập. Như vậy, Phạm Chi Dũng đang làm truyền thông bằng những lời đồn vô căn cứ và vạch ra các chính sách quốc phòng bằng những định kiến cá nhân. Lối làm việc vô trách nhiệm này không giúp ích được cho gì cho cả đất nước lẫn bản thân ông dũng trong khi đó đại diện của đảng việt tân đã công khai phát biểu trong tiệc gây quỹ nhờ yếu tố trung quốc trong du luật đặc khu kinh tế họ đang có được cơ hội để kêu gọi nhân dân đứng lên lật đổ chính quyền qua tuyên bố này có thể thấy việt tân và nhiều tổ chức đang phản đối dự luật đặc khu chỉ muốn lợi dụng việc chống trung quốc để chống chế độ trong phong trào phản đối dự luật an ninh mạng nói riêng. Ngày 22 tháng 6 năm 2018, cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng đã trả lời phỏng vấn MC Hồng Nhung trong chương trình bản tin kinh tế 7 giờ sáng của VTV. Ông Dũng và bà Nhung cũng này phát biểu rằng luật an ninh mạng có thể gây tổn hại đến quyền riêng tư của người dân, khiến cách các doanh nghiệp start-up chuyển ra nước ngoài và khiến nền kinh tế Việt Nam chịu thiệt hại. Một số gương mặt chống đối như Trần Vũ Hải đã lập tức đăng lại bản tin này trên Facebook và và tỏ ra thái độ tán thưởng. Những lo ngại của ông Dũng và bà Nhung không phải là không có cơ sở. Theo tính toán của trung tâm nghiên cứu kinh, kinh tế chính trị châu Âu, thì luật an ninh mạng có thể khiến GDP của Việt Nam giảm từ 1,7% và khiến đầu tư nước ngoài giảm 3,1%. Tuy nhiên, những lo ngại này đôi lúc được thổi phồng. Chẳng hạn, trong suốt tháng qua, nhiều nhân vật chống cộng, bao gồm cả Trần Vũ Hải, đã tung tin rằng luật an ninh mạng sẽ khiến Facebook và Google rời khỏi Việt Nam đã khiến người Việt Nam lệ thuộc vào các trang mạng xã hội của Trung Quốc. Vậy mà khi luật an ninh mạng được ban hành, Facebook không, như, không những không đòi khỏi Việt Nam mà còn giúp nhà nước Việt Nam chặn trang của Đảng Việt Tân. Sự hợp tác này khó hiểu vì Facebook và Google đã chủ động đặt máy chủ Việt Nam từ năm 2014. Như vậy chúng ta không nên quá hoảng loạn về những thiệt hại kinh tế mà luật an ninh mạng đã gây ra. Ngoài ra, ổn định chính trị cũng là một yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư từ nước có sẵn từ nước ngoài và để phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, chúng tôi tin rằng nhiều người Việt sẵn sàng bỏ 1,7% thu nhập của mình để ngăn cuộc bạo động ở Phan Rí hoặc ngăn các cuộc biểu tình để gây tắc đường của Việt Tân. Trong phong trào đòi luật biểu tình, tuần này có Phó Sư Tiến sĩ Phạm Đức Bảo đòi luật. Ông Bảo là Phó Viện trưởng Viện Chính sách, Pháp luật và Phát triển, trực thuộc VUSTA, một tổ chức có liên hệ với nhóm của Nguyễn Quang A và Chu Hảo. Vì ông Bảo không đưa ra lập luận nào mới, chúng tôi xin phép không bàn về ý kiến của ông. Như vậy, nhìn một cách tổng thể phong trào phản đối các dự luật đang bị đồng hóa với phong trào biểu tình kéo dài. Các phương thức phản đối ôn hòa hơn mà luật khoa tạp chí đề nghị như gửi thư, gọi điện thoại và biểu tên ngày càng ít được hưởng ứng. Sóng truyền thông số 3. Chống hệ thống báo chí và sự học chính thống Trong tuần qua, nhiều tổ chức và cá nhân chống đối đã đồng loạt tuyên truyền chống hệ thống báo chí và sự học chính thống của Việt Nam để làm việc này, họ tận dụng ba sự kiện ngẫu nhiên nằm gần nhau, là việc bài thơ đánh thức tiềm lực của Nguyễn Duy xuất hiện trong đề thi môn văn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2018, việc nhà sử học Phan Huy Lê qua đời và việc Việt Nam kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng. Cụ thể, nhân lễ kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, nhiều tổ chức và cá nhân chống đối đã đẩy mạnh tuyên truyền chống hệ thống báo chí chính thống của Việt Nam. Họ tuyên truyền rằng vì thiếu sự tự do nên báo chí Việt Nam có chất lượng kém hơn so với báo chí phương Tây và báo chí chống đối. Chẳng hạn, ông Nguyễn Trung Dân, cựu phó tổng biên tập báo du lịch, đã trả lời phỏng vấn của đài BBC rằng vì báo chí Việt Nam hiện nay chỉ được biết viết theo chỉ đạo của ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản, chất lượng báo chí được giảm so với trước đây. Bà Bích Vi, cựu phóng viên báo tuổi trẻ và phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, đã trả lời phỏng vấn đài BBC rằng nhà báo chính thống trong nước cần chỉ cần làm hài lòng cán bộ lãnh đạo, còn nhà báo hải ngoại phải làm hài lòng độc giả. Như vậy, nhà báo trong nước không cần viết đúng chính tả, cũng không cần có kiến thức, không cần cả lương tâm nghề nghiệp. Trong khi nhà báo ở hải ngoại thì giỏi chuyên môn, giỏi ngoại ngữ, kiến thức phong phú, dồi dào. Việt Nam Thời báo cũng tuyên truyền theo hướng tương tự, đồng thời phê phán tình trạng đưa tin giả trên báo chính thống. Sau khi xem xét quan điểm của bà Bích Vi và trang Việt Nam Thời báo, chúng tôi có ý kiến như sau. Thứ nhất, không thể khẳng định rằng báo chí chính thống Việt Nam có chất lượng kém hơn báo chí chống cộng. Về mặt ngôn ngữ, hầu hết báo giấy ở Việt Nam tuân thủ các chuẩn mực về chính tả, ngữ pháp và văn phong, trong khi hầu hết các trang tin chống cộng không tuân thủ những chuẩn mực đó. Về mặt nguyên tắc nghiệp vụ, báo giấy chính thống ở Việt Nam phải kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, trong khi hầu hết các trang tin chống cộng không có cơ chế kiểm chứng thông tin và chỉ đưa tin một chiều để tuyên truyền chính trị. <laughs> Về thành quả công việc, hầu hết các cây bút chống cộng chỉ bình luận tin tức mà báo chí chính thống đã đưa. Khi hầu hết các báo chí chống cộng còn viết sai chính tả, ngữ pháp và văn phòng, báo chí, còn không có cơ chế kiểm chứng thông tin, còn đưa tin một chiều để tuyên truyền, và còn dùng báo chí chính thống làm nguồn tin chính của mình. Thì bà Bích Vi không nên nói rằng báo chí chính thống có chất lượng kém hơn báo chí chống cộng. <laughs> Thứ hai, không thể nói rằng báo chí chúng cộng được hưởng nhiều tự do hơn báo chí chính thống. Trong thế kỷ trước, Đảng Việt Tân từng ám sát 5 nhà báo để đã viết ra sự thật về họ. Năm 2012, báo Người Việt bị ép sa thải ông Vũ Quý Hạo Nhiên sau khi ông Nhiên cho đăng bức thư có nội dung đả kích Mỹ và chế độ Việt Nam Cộng hòa từ một đồng xã. Năm 2015, Đài RFA đã đuổi ông Lê Diễn Đức sau khi ông Đức viết một bình luận đả kích thất bại của mặt trận Hoàng Cơ Minh và chế độ Việt Nam Cộng hòa rồi đăng lên trang Facebook của mình. Những thông tin ví dụ trên đều cho thấy báo chí chống cộng đã và đang vi phạm nghiêm trọng quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Thứ ba, không thể nói rằng hệ thống kiểm duyệt đang ngăn phóng viên trở thành những nhà báo tốt và viết ra những bài báo chất lượng. Theo bộ tuyên chuẩn, theo bộ tiêu chuẩn truyền thông mà các nước phương Tây áp dụng thì một bài báo tốt phải cung cấp thông tin chính xác đầy đủ công bằng cho độc giả đồng thời không làm tổn hại đến quyền lợi hợp pháp của những người liên quan. Để viết một, một bài báo tốt như vậy, phóng viên phải sử dụng nhiều phương pháp khoa học chứ không chỉ dùng đến tự do. Vì vậy, dù có hay không có hệ thống kiểm duyệt, một phóng viên ham học và có lương tâm vẫn có thể viết ra được những bài báo tốt để phục vụ cho độc giả. Phóng viên Big V không phải là một người như vậy. Khi trả lời phỏng vấn BBC, bà V thừa nhận rằng từ khi làm báo dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, bà đã không chịu học hỏi để nâng cao nghiệp vụ. Như vậy, thay vì tự trách báo chí chính thống ngăn mình trở thành một nhà báo giỏi, bà Big V nên tự trách bản thân. Đi xa hơn các tổ chức, cá nhân trên luật khoa tạp chí đã tung ra hai loạt bài dài để tuyên truyền theo hướng chống mọi hình thức sở hữu nhà nước đối với báo chí, mọi hình thức kiểm duyệt báo chí, đồng thời cổ vũ mô hình Mỹ, trong đó nhà nước không quản lý báo chí. Tuy nhiên, trong loạt bài đó, tác giả cũng thừa nhận rằng mô hình này có vài điểm không phù hợp với tình hình thực tế ở Việt Nam. Cụ thể, sau khi một số nước Đông Âu bãi bỏ mọi hình thức sở hữu và kiểm duyệt của nhà nước đối với báo chí, nền báo chí các nước này đã bị kiểm soát bởi giáo hội công giáo, bởi các đảng phá chính trị hoặc bởi các tập đoàn tư bản từ Hoa Kỳ. Như vậy, trang luật khoa tạp chí nên nghiên cứu kỹ hơn trước khi đề nghị thay đổi mô hình quản lý báo chí ở Việt Nam đang áp dụng. Về mặt động cơ, có thể thấy ba tổ chức kể trên là BBC tiếng Việt, Việt Nam Thể báo và Luật khoa tạp chí đều là những tờ báo đối lập đã công khai bày tỏ ý muốn cạnh tranh với báo chí chính thống trong nước. Về mặt nhân sự thì BBC tiếng Việt phỏng vấn hai cựu phóng viên báo chính thống, còn Việt Nam Thể báo và Luật khoa tạp chí được lập nên bởi ba cựu phóng viên báo chính thống là Phạm Chí Dũng, Trịnh Hữu Long và Phạm Đoàn Trang về chế độ, về độ chủ động. Vì luật khoa tạp chí tung ra hai bài dài đúng vào ngày ngày báo chí cách mạng, có thể thấy họ đã chuẩn bị tạo sóng truyền thông từ trước đó ít nhất một tuần. Như vậy có thể coi các bài công kích báo chí chính thống trong tuần qua như một nỗ lực của báo chí chống cộng để cạnh tranh với báo chí trong nước, đồng thời thúc đẩy quá trình tự diễn biến, tự chuyển hóa trong giới báo chí. Chúng tôi cho rằng để cạnh tranh với báo chí chính thống, báo chí chống cộng nên tự nâng cao lao lực của mình họ nên học cách viết đúng chính tả và văn phòng báo chí, làm báo bằng phương pháp khoa học và không để việc các nhà báo làm mất lòng đảng Việt Tân. Ngược lại, nếu họ chỉ cạnh tranh bằng cách công kích và phá hoại báo chí chính thống, thì họ sẽ tự làm mòn năng lực của mình và chất lượng của tờ báo của mình. Dần dần, họ chỉ còn lại là những cây bút thủ cựu và viết và thiếu hiểu biết, làm cái loa tuyên truyền cho các thế lực ngoại bang, không khác gì hình ảnh mà họ đang chống lại cũng trong tuần qua, ngày 22 tháng 6 năm 2018, giáo sư Phan Huy Đê, một người giữ vị trí quan trọng trong ngành lịch sử học Việt Nam và trường Đại học Nhân văn Hà Nội đã qua đời. Vì ông Lê là một cựu thành viên của Viện IDS, sự kiện này đã thu hút sự chi ý của nhiều tổ chức cá nhân chống đối. Họ đồng loạt nhắc lại một tin đồn mà ông Lê từng đưa ra trước đây, rằng Lê Văn Tám là một hình tượng hư cấu để tuyên truyền, chứ không phải là một nhân vật lịch sử có thật. Ba ngày sau ngày hôm 25 tháng 6, bài thơ đánh thức tiềm lực của Nguyễn Duy xuất hiện trong đề thi môn văn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Sự kiện này lập tức thu, hút sự chú ý của dư luận lề trái vì hai lý do. Thứ nhất, đây là bài thơ thuộc dòng thơ phản biện chính trị mà Nguyễn Duy đã làm trong giai đoạn cuối của thời bao cấp. Để tặng Phủ Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhân dịp ông Kiệt về chức bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh để làm chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch nhà nước một số người bao gồm tác giả cho rằng bài thơ được lưu truyền động đậy góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới diễn ra. Thứ hai, Nguyễn Duy từng tham gia tổ chức văn đoàn độc lập và vẫn sinh hoạt cùng tổ chức này cho đến nay. Trong buổi sinh hoạt ngày 3 tháng 3 năm 2017 của nhóm văn đoàn độc lập, nhiều gương mặt chống đối như Nguyên Ngọc, Hoàng Hưng, Hoàng Dũng, Phạm Xuân Nguyên, Bùi Chát, Nguyễn Duy từng công khai tung tin đồn rằng Võ Thị Sáu, Võ Thị Sáu là một người bị bệnh thần kinh được hệ thống tuyên truyền đánh bóng thành anh hùng. Chi tiết này được Nguyễn Quang A đã ghi hình và đăng lên Internet. Do đó, nhân dịp bài thơ đánh thức tiềm lực xuất hiện trong đề thi, một số nhân vật chống đối đã nhắc lại hai vấn đề trên để tuyên truyền chống hệ thống báo chí và sự học của chính thống ở Việt Nam. Nhưng vì Chu Mộng Long chê đề thi dở và Trận Bạch Hảo chê Nguyễn Duy Đạo Văn, hướng tuyên truyền này không tạo thành một sóng truyền thông đồng nhất trước đây đã có nhiều bài viết bác bỏ tin đồn mà Phan Huy Lê và Nguyễn Duy tung ra rằng hình tượng Lê Văn Tám và Võ Thị Sáu không có thật. Khác với lời Lê Phan Huy Lê và Nguyễn Duy, những bài này đưa ra một tài liệu gốc để làm bằng chứng. Do thời lượng chương trình có hạn, xin các bạn đọc, tìm đọc các bài viết trên Google và tự ra rút ra kết luận của mình. Nhìn một cách tổng thể, thực ra các buổi tuyên truyền kể trên đều nhằm công kích ban tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời chúng cũng quảng bá một quan niệm rằng nền báo chí sử học tốt là nền báo chí sử dụng tập trung làm chức năng phản biện chính trị. Mọi xã hội cần phản biện. Tuy nhiên các mâu thuẫn chính trị, xã hội chỉ là một phần rất nhỏ của thực tế cuộc sống. Vì vậy nếu nền báo chí sử học chỉ tập trung khai thác các mâu thuẫn, chúng sẽ không truyền tải được sự thật, sự thật vỏn vẹn và làm người đọc xa vào những việc đấu đá nhau. Chính vì nhận ra điều này, ông Phan Huy Lê mới chủ trương thay đổi nền sử học Việt Nam theo hướng ghi chép cả đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội bình thường thay vì chỉ ghi chép các trục chiến tranh và cách mạng. Nếu các nhà chống cộng muốn thay đổi nền báo chí sử học, họ nên tập trung khuyên, theo khuynh hướng này của ông Lê thay vì nhại lại những tin đồn mà ông Lê tung ra. Sóng truyền thông số 4 Lên án nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền và kêu gọi quốc tế phản ứng Trong tuần qua, các hoạt động tuyên truyền theo hướng này có phần gia tăng. Sự gia tăng này có thể là hệ quả của một loạt các diễn biến trong tháng 6 vừa qua, như việc nguyễn văn đài được sang đức tị nạn việc hội anh em dân chủ tham gia phiên điều trần của quốc hội mỹ về tình hình nhân quyền việt nam việc nguyễn văn đài và nguyễn ngọc như quỳnh được nhận hai giải thưởng quốc tế và việc hai công dân mỹ bị truy tố hoặc bị thương do biểu tình Cụ thể ngày 26 tháng 6, Ủy ban Nhân quyền Việt Nam của Võ Văn Ái cùng mạng lưới Epirit châu Âu phát động chiến dịch kêu gọi tự do tôn giáo tín ngưỡng với khẩu hiệu tin hay không đó là quyền của tôi. Chiến dịch này tuyên truyền rằng nhiều nhân vật chống đối ở Việt Nam đang bị đàn áp và phân biệt đối xử vì niềm tin cá nhân của họ. Chúng tôi cho rằng chiến dịch vận động này là không cần thiết. Hiện nay nhà nước Việt Nam không ngăn cản công dân lựa chọn niềm tin cá nhân. Chỉ khi công dân có hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa an ninh quốc gia hoặc tính mạng, tài sản và sức khỏe của tổ chức và công dân thì mới bị xử lý theo quy định của Bộ Luật Hình sự. Cũng trong tuần qua, ngày 27 tháng 6, tổ chức Voice của Trịnh Hội đã công chiếu một bộ phim về Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở Thái Lan. Bộ phim không xoay quanh đời hoạt động của bà Quỳnh, mà xoay quanh cuộc sống của gia đình Quỳnh sau khi bà bị bắt trong phim có cảnh mẹ của quỳnh vừa phải chăm sóc bà nội ngồi trên xe lăn vừa phải chăm sóc cháu nhỏ đi học rất vất vả đài bbc cho biết các nhân vật trong phim đều khóc khiến khán giả cũng khóc theo trong khi đó mẹ của nguyễn ngọc như quỳnh cho biết hiện nay bà quỳnh không chịu đựng được nữa vì thấy tính mạng bị đe dọa thật sự và mong mẹ thăm mình mỗi tháng một lần để biết con còn sống hay đã chết như vậy các nhóm ủng hộ Nguyễn Ngọc như Quỳnh đang khai thác hoàn cảnh gia đình éo le của bà Quỳnh thay vì quá trình hoạt động của bà để giành thiện cảm của khán giả họ cũng từng ca ngợi tấm gương anh Dũng của Nguyễn Ngọc như Quỳnh khi tuyệt thực trong khi thực ra là bà Quỳnh rất lo sợ về tính mạng của bản thân chúng tôi mong các nhóm nêu trên ngừng làm truyền thông theo cách này để tránh lừa dối khán giả và gây hại cho bà Quỳnh Ngoài ra trong tuần qua, nhiều tổ chức và cá nhân chống đối cũng tuyên truyền về tình trạng của bốn nhân vật chống cộng là Trần Thị Xuân, Hứa Phi, Đỗ Thị Minh Hạnh và Nguyễn Trung Tôn. Nhìn chung, các hoạt động tuyên truyền này đều hướng đến ba mục đích. Một là tìm sự hỗ trợ từ nước ngoài cho các nhà chống cộng trong nước để khiến họ yên tâm công tác. Hai là tạo sức ép quốc tế lên nhà nước Việt Nam. Ba là xây dựng lại hình ảnh của các anh hùng chống cộng như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Nguyễn Văn Đài. Tiếc rằng, trong hai anh hùng chống cộng nêu trên một người đã xin đi tị nạn nước ngoài, còn một người thì đang viện cớ hoàn cảnh gia đình éo le để xin nước ngoài trợ giúp. Sóng truyền thông số 5 kêu gọi chuyển sang dùng mạng xã hội MICE để thích nghi với luật an ninh mạng. Ngay sau khi Quốc hội Việt Nam thông qua luật an ninh mạng, lúc 21 giờ 27 phút ngày 12 tháng 6, nickname Facebook Anh Văn đã bắt đầu kêu gọi giới chống cộng chuyển sang dùng mạng xã hội MICE, ứng dụng máy chủ phi tập trung để tránh bị luật kiểm soát. Để thuyết phục họ, anh Văn cũng viết rằng Mai liên quan đến tổ chức hacker Anonymous. Người sử dụng Mai sẽ được trả công bằng tiền điện tử theo lượng like, và Mai sắp có phiên bản tiếng Việt. Hai tuần sau, ngày 27 tháng 6, các trang Facebook như Nhật Ký Yêu Nước, Thức Flower và Việt Tân bị khóa không rõ lý do. Nhân dịp này, lúc 12 giờ 27 phút ngày 28 tháng 6, anh Văn tiếp tục kêu gọi giới chống cộng chuyển sang dùng Mai thay cho Facebook. Không lâu sau đó, lời kêu gọi của anh Văn đã được lan truyền bởi một số cá nhân khác như Nà Đàn Nguyễn, Trịnh Hữu Long. Hiện nay, một phần không nhỏ của phong trào chống cộng đã di cư sang mạng xã hội mới. Những diễn biến mới của đợt di cư này sẽ được chúng tôi cập nhật trong bản tin tuần sau. Chương trình điểm tin lề trái số 5 xin khép lại tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong bản tin tuần tới.